chưa? Tôi có khách đấy chứ không? Chưa hỏi khách xăm. Đây cho xăm ạ. Đúng rồi. Đây cho xăm. Đó hỏi đây rồi. Làm đây là. Không biết được cho ngã. Để cho xe đó. Đi xăm mà cầm đoàn chứ hay anh? Đam mê của trẻ em. Em bỏ đấy em. Đây là nó hỏi đây là chủ được không ạ? Đúng rồi đây. À, em muốn xem một hình gì đó lên cơ thể đâu anh? Ờ, nhưng mà gì nói ra thì muốn nha. À, cơ thể em nó mạnh rồi, giờ em muốn xem cái hình gì nó chất chất một tí được không anh? Được, được, được. Ngày xưa thời trẻ trâu nó giờ thích khỏe trực tiếp hay là can? À, em thì thích cái phong cách là đọc lạ đúng không? Bụi bậm nên là em thích vẽ lên cơ thể hay hơn anh ạ. Yeah, okay. Anh có cái những mẫu hình xăm thì cho em tham khảo được. Mẫu thì nhiều lắm, nhưng mà quan trọng chắc như thế nào mới được. Phong cách của em thì bụi bậm là đường phố một tí á. Rồi ok, lên thớt luôn. Khỏi thành ca, đường phố là ok biết rồi. Đường phố là xâm cái đường với cái phố hả? Đúng. Không phải gọi là không cạch đường phố á. Ngoan một tay chưa? Xâm luôn. Để thầy về. Xăm cho mượn thì xăm đầu lông anh. Còn giờ nó có chắc không? Thì chắc chơi nó luôn. Đi khỏi thầy đâu ta. Bên này. Điện thoại thế á? Ờ. À. Này có vẻ hợp với phong cách. Điện thoại em đâu? Hợp không? Hợp phong cách đó không? Đây chắc hợp với phong cách của em rồi. Vì nó bụi bặm giống như em rồi đấy. Rồi chơi theo phong cách thì luôn, bụi bặm luôn. Đây, đây thầy vẽ cho. Ngồi xích lại kia xíu mà. Đi xong không anh đàn theo không anh? Đó là đam mê. Mỗi người có một đam mê riêng. Anh đến từ đâu anh? Tôi đến từ Lâm Đồng. Xa xôi anh ạ. Không tắt nha. Chạy 300 cây số xuống đây xong là các bạn biết rồi. Xong được lưng anh. Xong xong thì đất đó người ta mới biết tôi là ai chứ. Đừng có nhấp nhét nhà đấy gì á, đừng không cắt à. Ôi thương giỏi số 1 Việt Nam đấy nhá. Xong chưa Huy? Xong rồi. Có cần chụp hình xem không? Khỏi nè. Tôi đi chuyển vào tiệm xăm của anh. Ờ, ok. Chất đấy. Rồi, chơi. Quá đúng. Rồi chơi.
Nghe chưa? Đó hỏi tiệm sâm này là địa chỉ là đâu ấy? Chủ là địa chỉ tiệm sâm Đen Thái Lan nha bạn. Đen Thái Lan. Tiệm sâm đường N5 nhá. Tôi là từ Nam khu nghiệp Mỹ Phước 1 các quê là đau 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 ấy à, đủ lâu quá không không biết cảm giác gì mà về nhà đây nè. Đau lắm không à. Thằng thợ này đi đâu thế nhỉ? Thợ nào thì biết thợ nào, anh em thợ giỏi số 1 ở Bình Dương là anh nói. Thợ đó đẳng cấp rồi đấy. Đẳng cấp mớ. Có đi lướt kim kìa đây. Giống ra anh kiểu. Giống. Ra châu ấy. Ây dạ, đủ, từ từ cho mượn cái đàn. Đau lắm là gì mà mượn cái đàn? Để hát rồi, đại của ông đây nè, chào bạn. Ờ, quên đi cái đầu bây giờ. Ra như kiểu ra châu. Xong, kim không muốn vào thì thôi. Xong thì kể cho đẹp cho khách nha. Ồ, hết đầu liền ha, cho cái đàn vô hết đầu liền ha. Là ngay phết rồi. Hình này bao chắc. Quá chắc. Hát luôn đây rồi. Được bao nhiêu vật trăm rồi anh? Rồi anh ơi, cứ bình tĩnh.